Xin chào tất cả các bạn học viên, tôi rất vui mừng gặp lại các bạn trong cái video bài học ngày hôm nay hướng dẫn các khóa học AutoCAD 2018. Trong cái khóa học ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bài học sau. Bài số 1 các bạn đã học đó cách thiết lập bản vẽ chuẩn, thì cuối video tôi sẽ đưa cái link của bài số 1 này. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2, chúng ta học các cái lệnh vẽ trên thanh draw. Và trong bài học số 2 hôm nay chúng ta sử dụng lệnh thứ nhất line, lệnh thứ hai poline, lệnh 3 rectangle, lệnh thứ tư a, lệnh thứ năm c, lệnh thứ sáu poline, lệnh thứ bảy ellipse, lệnh thứ tám là h. Chúng ta sẽ sử dụng 8 cái lệnh trong buổi học ngày hôm nay. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai lệnh, đó là lệnh line và poline, và buổi sau thì chúng ta sẽ học các lệnh tiếp theo. Và các bạn quay lại màn hình vẽ AutoCAD để tôi sẽ thực hiện các bạn ngay bây giờ. Lệnh đầu tiên là lệnh line. Và rất vui các bạn, chúng ta đã quay lại màn hình AutoCAD. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái lệnh đầu tiên là lệnh số 1 là lệnh line. Chúng ta sẽ học cái lệnh đầu tiên là lệnh số 1 này. Đúng không? Thì ở trong cái lệnh số 1 này thì các bạn sẽ thực hiện ở cái lệnh số 1 trên cái thanh công cụ draw ấy, thì chúng ta sẽ học cái lệnh line và cái biểu tượng của nó như sau. Các bạn quan sát trên màn hình, đây chính là cái biểu tượng lệnh line. Khi thì thông thường tôi sẽ hướng dẫn các cách chúng ta thực hiện cái lệnh tắt trên bàn phím, chúng ta không phải vào biểu tượng chúng ta vẫn vẽ được. Thì bây giờ các bạn sẽ thực hiện cái lệnh vẽ đầu tiên, đó là lệnh line. Ở cái lệnh line này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta vẽ đường thẳng theo phương đứng và phương ngang. Thì bước 1 các bạn nhập lệnh L, bước 1 các bạn nhập giá trị lệnh L, đúng không ạ? Sau đó sang bước 2 các bạn kích chuột cho chọn điểm bắt đầu của đoạn thẳng và chúng ta di chuyển chuyển theo phương. Và đến bước số 3 thì các bạn nhập độ dài của đoạn thẳng đơn vị là mm, và bước thứ 4 kết thúc lệnh, và bước thứ 5 chúng ta dùng cái phím ESC để thoát lệnh, chúng ta vào cái phím này để nó thoát lệnh. Và ở đây tôi có một ví dụ là vẽ đoạn thẳng có giá trị là vẽ đoạn thẳng cái chiều dài là 10 mm theo phương thẳng đứng, thì các bạn sẽ được thực hiện như sau. Bây giờ tôi sẽ làm chậm lại 5 bước theo thứ tự theo cái hình phía bên trái màn hình của các bạn. Các bạn học viên học AutoCAD chúng ta quan sát. Bước 1, từ bàn phím chúng ta ấn phím L, sau đó các bạn ấn Enter. Các bạn chuyển sang bước 2, chúng ta chọn một điểm. Chúng ta chọn một điểm, đúng không ạ? Chúng ta kích chọn một điểm. Sang bước thứ 3, các bạn nhập chiều dài của đoạn thẳng. Thì các bạn nhìn số chúng ta nhập theo đề bài chúng ta là giá trị là 10, các bạn nhập ở trên bàn phím chúng ta nhập số 10. Bước thứ 4 kết thúc lệnh, chúng ta ấn phím Enter ở trên bàn phím. Và bước thứ 5 chúng ta thoát lệnh, chúng ta ấn phím ESC trên bàn phím. Rồi chúng ta đã được đoạn thẳng L bằng 10 mm. Giờ tôi sẽ kiểm tra. Đúng ạ, đoạn thẳng L 10 mm. Xong. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn cách các bước vẽ đoạn thẳng theo phương đứng hoặc phương ngang. Thì các bạn ở đây chúng ta vẽ được phương đứng phương ngang thì chúng ta chú ý là ra ấn phím F8 ở trên bàn phím. Đối với máy tính để bàn ấy, thì các bạn ấn FN. Đấy, với phiên bản AutoCAD 2018 thì chúng ta chỉ cần có phím F8 là được. Nếu các bạn nhớ cái chú ý này. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo. Các bạn sẽ chuyển sang vẽ đoạn thẳng theo cái phương xiên. Thì ở đây tôi sẽ có các cái bước để thực hiện như sau. Bước số 1, các bạn vẫn nhập lệnh. Chúng ta vẫn nhập lệnh. À, chúng ta nhập lệnh L Enter. Bước số 2, chúng ta kích chuột. Các bạn kích chuột. Chúng ta kích chuột cho một điểm bắt đầu của thẳng xiên. Bước thứ 3, các bạn nhập độ dài của đoạn thẳng xiên và chúng ta ấn phím A còng, sau đó là nhập góc độ. Và bước thứ 4 và bước thứ 5 chúng ta kết thúc lại. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước để thực hiện vẽ đoạn thẳng theo phương xiên. Với bài ví dụ là chúng ta vẽ đoạn thẳng chiều dài là 10 và góc xiên là 45 độ, chúng ta sẽ được thực hiện như sau. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta muốn có phương xiên
Thì trên bàn phím chúng ta ấn phím F8. Khi các bạn ấn phím F8, chúng ta thấy chữ off, chúng ta tắt cái chế độ. Sau đó các bạn mới thực hiện bước 1, trên bàn phím các bạn nhập giá trị L, Enter. Các bạn chuyển sang bước số 2, chúng ta chọn một điểm, di chuyển chuột chọn một điểm. Và ở đây thì các bạn chú ý, khi chọn điểm xong, chúng ta chuyển sang bước số 3, chúng ta nhập giá trị A cộng, chúng ta giữ kíp shift A cộng. Và ở đây chúng ta nhập độ dài của đoạn thẳng là 10. Các bạn ấn phím tab sang bên cạnh, chúng ta nhập giá trị 45, số 45 trên bàn phím. Sau đó các bạn chuyển sang bước số 4, chúng ta ấn Enter. Bước số 5 các bạn ấn phím ESC ở góc trên bên tay trái của các bạn. Các bạn ấn phím ESC, chúng ta thoát lệnh. Các bạn đã thực hiện xong, chúng ta vẽ đoạn thẳng dài 10 mm và nghiêng một góc 45 độ. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cho các bạn. Là ngang phía dưới này, tôi sẽ cho đoạn thẳng này là nét tâm đi, nó khác đi. Thế để kiểm tra thì các bạn vào cái biểu tượng này, có góc chúng ta chọn đường thẳng thứ nhất, chọn đường thẳng thứ hai và các bạn kiểm tra. Đây là góc 45 độ. Và tiếp tục các bạn kiểm tra độ dài của đoạn thẳng này. Chúng ta kiểm tra độ dài của đoạn thẳng. Chiều dài đoạn thẳng bằng 10 đúng không ạ? Các bạn đã thực hiện xong lệnh đầu tiên, chúng ta vẽ đoạn thẳng. Vừa rồi các bạn học viên đã thực hiện xong lệnh line, bây giờ các bạn chuyển sang lệnh thứ hai, đó là lệnh polyline để chúng ta thực hiện. Các bạn sang lệnh tiếp theo. Chúng ta thực hiện lệnh số 2, đó là lệnh polyline. Bây giờ các bạn học viên quan sát trên màn hình, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng cái lệnh polyline. Lệnh polyline cũng thực hiện để vẽ đoạn thẳng. Chúng ta gồm các bước sau. Bước số 1, các bạn nhập lệnh PL. Bước số 1, các bạn nhập lệnh PL. Bước số 2, chúng ta kích chuột, chọn một điểm để làm điểm bắt đầu đoạn thẳng và chúng ta di chuyển theo phương vẽ. Bước số 3, các bạn nhập lệnh, chúng ta nhập độ dài của đoạn thẳng. Và bước thứ 4, bước thứ 5, bước thứ 4 chúng ta kết thúc lệnh và bước thứ 5 thoát lệnh bằng phím ESC. Bây giờ tôi sẽ thực hiện các bạn theo 5 bước. Bước số 1, để thực hiện vẽ hình chữ nhật có kích thước là 10-20. Ở đây chúng ta không dùng lệnh line mà dùng lệnh polyline để vẽ. Thì các bạn thực hiện như sau. Bước 1, chúng ta nhập lệnh. Từ bàn phím chúng ta gõ chữ PL, Enter. Sau đó các bạn chọn một điểm. Chuyển sang bước 2, chúng ta chọn một điểm để bắt đầu đoạn thẳng. Khi các bạn chọn một điểm trên màn hình, sau đó chúng ta di chuyển chuột từ phải sang trái theo phương ngang. Chúng ta nhập giá trị, chúng ta nhập số 10 trên bàn phím. Sau đó các bạn ấn Enter. Tiếp tục chúng ta di chuyển theo phương từ dưới lên và chúng ta nhập giá trị là 20, Enter. Tiếp tục chúng ta di chuyển theo phương từ trái qua phải, chúng ta nhập giá trị 10, Enter. Tiếp tục kết thúc câu lệnh thì các bạn ấn phím C, Enter để chúng ta khép kín quá trình chúng ta thực hiện. Thế thì ở đây cái lệnh PL giống như lệnh vẽ đoạn thẳng nhưng có sự khác biệt, thì các bạn chú ý này. Đây là hình chữ nhật, các bạn có thể xây dựng bằng 4 đoạn thẳng. Đây chúng ta vẽ đoạn thẳng thứ nhất. Các bạn nhìn thấy khi tôi kích vào thì sẽ xuất hiện 3 điểm này. Tiếp tục này. Tiếp tục có 3 điểm. Nhưng khi vẽ lệnh polyline, đây là đường tròn khép kín, thì các bạn quan sát khi tôi chọn vào, ở đây chúng ta chỉ có 4 điểm ở phía góc này thôi, đúng không ạ? À, còn phía bên này khi các bạn chọn ấy, thì chúng ta sẽ có rất nhiều điểm, rất nhiều tọa độ điểm. À, rất nhiều tọa độ điểm. Các bạn nhìn quan sát ở phía bên này có 1, 2, 3, 4 tọa độ điểm. Còn ở đây chúng ta có rất nhiều, 3, 6, 8 tọa độ điểm.
Thì sự khác nhau giữa lệnh Polyline và F-Polyline, để khi các bạn vẽ chi tiết 3D thì chúng ta dùng lệnh Polyline là một đường viền, đúng không ạ? Để các bạn sử dụng vẽ 3D và vẽ đường bình đồ, chúng ta vẽ cả một đoạn đường dài trong thiết kế cầu đường thì các bạn nên dùng lệnh Polyline. Tiếp tục phần thứ hai của lệnh Polyline, các bạn quan sát. Các bạn học viên chúng ta quan sát, chúng ta sang cái phần thứ hai. Ý nghĩa thứ hai của lệnh Polyline, chúng ta vẽ đoạn thẳng kết hợp với cung tròn. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện 6 bước. Bước 1, chúng ta dùng lệnh PL Enter. Bước thứ hai, chúng ta kích chuột chọn điểm bắt đầu di chuyển theo phương vẽ. Bước thứ ba, chúng ta nhập giá trị A để chúng ta nhập cái số của cung. Bước thứ tư là các bạn nhập lệnh L để ta quay về vẽ đoạn thẳng. Bước số 6, chúng ta kết thúc lệnh. Và bước số 7, các bạn ESC để thoát lệnh. Và trong cái video này tôi sẽ thực hiện các bạn ngay giờ để các bạn quan sát. Ở cái video này chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát vẽ từ đường thẳng số có giá trị là 10, sau đó theo phương ngang chúng ta xuống theo phương đứng và giá trị 20 theo phương ngang và lên theo phương đứng giá trị 10 và kết thúc chúng ta vẽ cái cung này. Đấy, cái giá trị R là 5 thì chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta PL Enter. Các bạn kích chuột chọn một điểm và chúng ta di chuyển theo phương ngang, chúng ta nhập giá trị là 10, Enter. Sau đó chúng ta di chuyển xuống dưới, giá trị 10, Enter. Các bạn di chuyển theo phương ngang, 20, Enter. Chúng ta di chuyển theo phương đứng lên, giá trị 10, Enter. Ở đây thì các bạn chú ý chúng ta sang bước số 3, chúng ta có chữ A, Enter. Và ở đây chúng ta sẽ nhập cái giá trị của cung tròn. Ở đây chúng ta R5 thì chúng ta nhập cái đường kính là 10. Sau đó các bạn Enter. Tiếp tục chúng ta chuyển sang cái phần bước thứ tư là chúng ta nhập giá trị L, Enter. Sau đó các bạn kết thúc lệnh, chúng ta ấn phím ESC để thoát lệnh. Thế thì khi các bạn thoát lệnh xong thì chúng ta được hình vẽ. Bây giờ các bạn thử kiểm tra kích thước của cái hình vẽ này. Tiếp tục 10, 20, 10. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra cái bán kính cong ở đây chúng ta R5 đúng như yêu cầu bài toán, đúng không ạ? Thì các bạn đã thực hiện xong cái lệnh thứ hai, đó là lệnh Polyline. Các bạn đã thực hiện xong cái lệnh Polyline này. Bên cạnh đường thẳng này, Polyline. Ngày hôm nay chúng ta đã học xong hai cái lệnh đầu tiên trên thanh Draw, các bạn vẽ lệnh Line và lệnh Polyline. Chúc các bạn học vẽ AutoCAD thành công. Các bạn nhớ đăng ký cái kênh YouTube của tôi để nhận các video bài giảng mới nhất. Thấy video hay hữu ích thì các bạn nhớ share cho các bạn, share cho mọi người và các bạn nhấn like và chúng ta ấn subscribe để nhận các video bài giảng mới nhất. Chúc các bạn học vẽ AutoCAD thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.